Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 2 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê đã tổ chức phát động xa quân thực hiện công tác chỉnh trang vệ sinh môi trường các tuyến đường trên địa bàn xã. Theo đó, 14 thôn trên địa bàn xã Bình Khê đã phát động được gần 1.500 người gồm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia chỉnh trang nhà văn hóa thôn, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường các tuyến đường thôn, liên thôn, đường ngõ xóm ở các tuyến đường trung tâm xã và tuyến liên thôn lực lượng công an quân sự xã phối hợp với đoàn thanh niên hội cựu chiến binh xã tổ chức giải tỏa lấn chiếm hành lang vỉa hè vật liệu xây dựng biển bảng kinh doanh dựng không đúng nơi quy định và xử lý nghiêm các hộ dân không chấp hành nghiêm túc Thông qua chương trình nhằm tạo phong trào thi đua yêu nước, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn xã Bình Khê tích cực ra quân đồng loạt chỉnh trang diện mạo xã nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo vệ sinh môi trường chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.